Rồi giờ Bảo sẽ tiến hành test sản phẩm máy cắt 355 Sumo vừa mới về nha. Mẫu này thì công ty đang có mức giá rất là rẻ, Sumo Thái Lan này giá tốt, cực kỳ tốt, thì Bảo nhập về Bảo bán cho anh chị mình nha. Rồi trước tiên Bảo test sắc y xem thử xem nó khỏe cỡ nào nha. Đó, đề ba sắc y cho anh chị mình xem luôn nha. Âm thanh rất là êm luôn. Y luôn đấy, Bảo test thêm một đường rồi nha. Con máy này thì khá là khỏe luôn, mà máy dây đồng chạy cực kỳ mát luôn. Tiến hành cắt tiếp thêm một đường rồi nha. Đó, cắt là mình đè đồ thoải mái lắm. Bảo tiến hành thử cho anh chị mình xem nha. Đó, đè này. Đó, đá nó văng ra là mình đè quá là lười, nó sốc nó vừa anh chị ạ. Mình sắc y này á, nếu mà anh chị xài thì cắt từ từ thôi. Còn đè như này á, đó, lười nó văng ra ghê lắm nha. Rồi, mình qua. Với mức giá nó quá khỏe đi mà lại giá rẻ, giờ Bảo vào giới thiệu con Sumo máy cắt Thái Lan này cho anh chị mình xem. Chào anh chị đã quay trở lại với máy xây dựng Thái Bảo. Thì vừa rồi á, anh chị cùng thấy Bảo cắt những lát cắt sắc y này thì nó rất là dày, mà máy này đáp ứng khá là khỏe. Thì anh chị xài công trình này, cắt sắc hộp thì nó quá nhẹ nhàng luôn. Hồi nãy Bảo cũng quên giới thiệu cái phần mà gắt te này, nếu mà lưỡi nó bay lui mình quá thì mình chỉnh cái này nó rất là tiện nha. Đó, rồi mình quay vào thiết kế của máy một tí xíu nha. Thương hiệu này là thương hiệu Sumo này, có hai âm đang vật nhau, Sumo Thái Lan. Đó, anh chị sẽ thấy trước tiên là điện xài 220V 50Hz với vòng tua máy lên đến là 3600 vòng, và công suất máy là thực tế là 2300W, lưỡi là 355, tức là lưỡi lớn nha. Anh chị có thể là cắt sắc lớn thoải mái luôn vì cái đế cắt này nó khá là to. Rồi máy thì được bảo hành cho anh chị mình là 6 tháng toàn bộ nha. Rồi máy chắc chắn là dây đồng nên anh chị mua con Sumo Thái Lan này với giá tối ngày hôm nay từ 1.480.000, mà anh chị mua con này có gắt te đẹp như này còn có 1.290.000. Bảo thấy cái lô máy này nó rẻ quá nên là Bảo nhập về Bảo làm cho anh chị mình. Ngày trước Bảo cũng có nhập về một lô rồi vì công ty đang có chương trình giảm giá nha. Rồi lúc mà anh chị mua thì bên trong thùng nó khá là nặng nhá. Đó, nguyên thùng này là mười mấy ký anh chị ạ, 13,5 kg nhá. Rồi thiết kế máy thì cực kỳ đẹp luôn, sơn mờ này. Đó, máy này là Sumo với công suất là 2300W, người ta có ghi sẵn là dây đồng 100% đây này. Rồi model mã máy là SU355, anh chị thấy toàn là tiếng Thái Lan không à? Đó, Sumo Thái Lan, anh chị thấy không? Rất là đẹp luôn. Rồi mình quay về cái phần khung đế này,
Máy này á, thiết kế là khung đĩa đẹp tuyệt vời luôn. Cái phần đĩa này rất là dày nha. Đó, bảo đập này nó cũng không có dồi, cực kỳ dày luôn. Rồi phía trong là anh chị thấy nè, lò xo thép. Cái phần này á, nó sẽ được công ty hàng gia công thêm chắc chắn hơn cái phần sườn bên trong, để anh chị xài nhiều á, lật lên lật xuống nó khó gãy nha. Đó, mà cái này là bằng thép luôn quý anh chị à, bằng thép dày. Cái phần thân máy này cũng là bằng thép luôn, anh chị thấy tuyệt vời chưa? Đó, rồi tiếp tục bên dưới này là nó sẽ có cái gác te để điều chỉnh cái lửa không cho bay vào mình. Rồi anh chị thấy cái phần mà đĩa đi, đĩa con này dày dữ lắm à. Đó, đĩa dày nè, khung xương cứng nè, anh chị bóp nè, cực kỳ cứng luôn, 3 xu bằng bằng xu dày cao, với là một chân trụ không có xu nha, ốc để anh chị gia giảm sắc lớn sắc nhỏ ở đây nha. Đó, quá trời xương như này mà giá tốt, quá trời tốt luôn, chỉ còn 1.290.000 thôi, mà lưỡi 355 anh chị à. Rồi tay cầm thì sẽ có là chốt khóa nha, để anh chị khóa lúc mà mình có thể mài đầy đủ nè, mài sắt lúc mà cắt ra hoặc là mình mài những thứ gì đó. Rồi lò xo cực kỳ nhẹ luôn. Đó, rồi cái phần eto là nó chỉnh được 45 độ nha, dây đồng mà để cứng quá trời cứng luôn, giá giảm sâu cực kỳ. Rồi bên sau nó sẽ có ốp thêm một cái lọc gió này, để ba dỡ mạc sắt không bay vào, hư dây đồng mất tiêu, để anh chị xài bền. Dây nguồn thì dài tầm khoảng là chắc 2 mét à. Cái phần này cũng cứng nha, này anh chị nhìn nè, rất là cứng luôn. Cái phần gác te này cứng hơn những con máy mà bảo bán trước đây, vì trọng lượng nó tốt hơn mà giá quá trời rẻ luôn. Từ 1.490.000 mà anh chị mua tối ngày hôm nay, đang có chương trình công ty mà bảo làm ngay, còn có 1.290.000 một con máy sumo Thái Lan lưỡi 355, về mình xài cắt sắt y này đã lắm, rất là mạnh. Còn mà sắt hộp thì quá nhẹ nhàng đối với con máy này rồi, anh chị có thể cắt thép con này đáp ứng cũng được nha. Rồi thì anh chị nào cần một con máy cắt 355 sumo Thái Lan đang có chương trình tốt từ công ty, thì mình liên hệ cho Bảo qua 3 số hotline trên màn hình. Đó, thì đợt này về cũng nhiều lắm nha. Đó, thì anh chị nào mình cần thì mình đặt hàng luôn, xài cắt sắt xây dựng này, thích một con máy cứng chắc để dày thì mình tham khảo con máy này nha, với giá cực kỳ tốt luôn. Rồi bây giờ thì Bảo xin kết thúc video tối ngày hôm nay.